Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Kỳ nhé. Ngày hôm nay Kỳ lại tiếp tục đưa các bạn đi khám phá một phiên chợ vùng cao, đó là phiên chợ Bắc Hà, phiên chợ lớn nhất Tây Bắc nha mọi nhá. Phiên chợ này được bà con bày bán khá là nhiều các mặt hàng ở khu vực chợ này. Giờ thì mình xin mời tất cả các bạn đi theo mình vào trong để khám phá xem phiên chợ này bà con có những cái mặt hàng gì nhá. Xin mời tất cả các bạn nhá. Các bạn ạ, sang khu vực bên này là mình thấy là mô hình của phiên chợ ngày hôm nay là rất là rộng lớn này mọi người này. Giờ thì mình xin mời tất cả các bạn đi vào trong theo mình để khám phá phiên chợ ngày hôm nay nhá. Xin mời tất cả các bạn nhá. Các bạn ạ, thì hiện tại là Kỳ đang có mặt tại khu chợ Văn hóa Bắc Hà nhá mọi người nhá. Phiên chợ này là mình thấy là rất là đông du khách này mọi người này. Đấy, bà con bày bán ở khu vực này cũng khá là nhiều. Thảo dược nhá mọi nhá, thảo dược Tây Bắc nhá mọi nhá. Giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi vào trong phiên chợ ngày hôm nay. Ai, bánh bao nóng nào, bánh bao nóng đây. Đi vào khu vực trong này là khu vực chợ này mọi người này. Bên này bày bán thuốc lào nhá mọi nhá. Đây là người mua thuốc lào có thể đến đây thử luôn nhá mọi nhá. Có luôn là điếu cây này mọi người này. Đấy, đi vào trong chợ này là mình thấy là bà con bày bán rất là nhiều thảo dược mọi người ạ. Bên này là bà bán chè này mọi người này, hạt dổi mắc kén này mọi người này, rất là nhiều này, có cả chẩm chéo nha mọi người nhá. Chẩm chéo là được bà bày bán ở đây là 20.000 một lọ mọi người ạ. Mắc kén nha mọi người nhá. Đây này, mắc kén ở đây là được bà bày bán theo bát nha mọi người nhá. Bát này bao nhiêu tiền đấy bà? 20.000 bát à? 20.000 một bát mắc kén mọi người ạ. 50.000 một lọ, đấy là say rồi đấy nhỉ? Giá được, tôi giá bằng tay được. Giá bằng tay, giá bằng chày đúng không? Lấy dằm, 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 dạ vâng ạ. 20.000 được, lấy đi chơi. Đây là những chai tương ớt này mọi người này. Được đóng trong những cái chai nước lọc qua này mọi người này. Đây là hình như là mật ong rồi mọi người ạ. Đây, mật ong này rất là đặc này mọi người này. Đây, mật ong rừng nhá, mật ong với chất nhá mọi người nhá. Cái này là cái gì đó bà nhỉ? Mật ong Bạc Hà. Mật ong Bạc Hà. Vâng. Mật ong Bạc Hà mọi người ạ. Đây là mật ong này là nó xanh xanh thế này à? Vâng, Bạc Hà là nó xanh. Bạc Hà là nó xanh nhá mọi nhá. Cái chai Bạc Hà này bao nhiêu tiền đấy nhỉ cô? 180 ạ. 180 mọi người ạ. Đây được bà bày bán đây cũng rất là nhiều nhá mọi nhá. Bà một lọ đi. Bên này là bày bán thảo dược này mọi người này. Thảo dược cũng rất là nhiều. Củ đương quy mọi người ạ. Đấy, củ nhân sâm. Đây
củ tam thất mọi người ạ. À, đây này, đây là các chú bán rất là nhiều này. Đống này khác mà đống kia khác hả chú? À đống kia khác nha mọi người nhé. Đống kia củ to hơn, đống này là củ nhỏ hơn hay sao ấy mọi người ạ? Củ đằng này to hơn đấy nhở? Củ đằng này to hơn, củ đằng kia nhỏ hơn nhé mọi người nhé. Đây là mua về ngâm rượu mọi người ạ. À đây này, có cả nấm lên chi này mọi người này. Đây là mận Bắc Hà này mọi người này. Ôi mận này được các cô về bán ở đây rất là nhiều này. À cái túi mật ong rừng này mọi người này. Đây là mật ong rừng nhá mọi người nhá. Mận Bắc Hà. À, nói chung là đến phiên chợ ngày hôm nay ấy, mọi người có thể đến đây để lựa chọn những mặt hàng đấy mà mình cần mua nhá. Trên này là rất là nhiều những mặt hàng bà con về bán ở khu vực này người ạ. Bên này được bán cả bắp cải này. Ở đây có em rất là xinh gái nhá. Hello em nhá. Em bán bắp cải à? À bán được nhiều chưa? À tức là mới đến à? À mới đến mọi người ạ. Em rất là xinh gái đang bán bắp cải ở đây. Bên này là có cả ốc này mọi người này. À, thêm cả gừng nhá mọi người nhá. Anh cảm ơn nhá. Đấy, trời mưa mà vẫn đông du khách nhá mọi người nhá. Đây là củ đương quy đấy nhỉ? Đương quy á. Vâng. Cái này là mang về ngâm rượu tốt lắm này không nhỉ? Không, hay là mang tần gà biết không? À tần gà. À dạ vâng. Đấy ông làm một cân à? Vâng. Cân ở đây là bao nhiêu tiền không? 15.000. 15.000. Vâng. Phiên chợ hôm nay rất là đông vui mọi người ạ. Đây bên này có em rất là xinh gái này đang bán mận này mọi người này. Cô ở đây có những cái sổ mận nó rất là nhiều này. À, bên này là được bày bán thêm cả mật ong rừng này, nguyên sáp này mọi người này. Đấy, rất là ngon này mọi người này. Đấy, nguyên sáp nha mọi người nhá. Để được đóng trong cái túi này. À, chào chú nhá, cái này là mình đi bắt ở trên rừng xuống ạ? Bắt trên rừng rồi. À, bắt trên rừng này. Nguyên sáp nhờ? À, sáng nay là chú mang đi nhiều không? Mang cái này thôi. À, bán được tí nào chưa ạ? Một tòa đây, một tổ như này thôi. À, một tổ đây ạ? À? Nhiều nhờ? À, cái này là cái củ gì đó không? Ba kích ạ. À? À cái này là mang về ngâm rượu đây ạ. À? À củ ba kích mày ạ. Ngâm rượu với đò vặt thì ăn. À dạ vâng. Cháu cảm ơn nhá. À, tiếp tục đưa các bạn sang bên này nhá mày nhá. Đây bên này cũng rất là đông bà con này. Du khách này đang lựa chọn này, mua hàng này mọi người này. Cho em hỏi cái củ này là củ gì ấy nhỉ? Gốc xương đá. Cái gì ạ? Gốc xương đá. À, gốc xương đá. À, gốc xương đá mày ở đây. Rất là nhiều nha mày nhá. Cái này mang về ngâm rượu đây à? À, mang về ngâm rượu mày ạ. Cái này là cái gì ạ? Sông xương đá. Sông xương đá. À, sông xương đá mày ạ. Đây. Rất là nhiều này mọi người này. Rất là nhiều thảo dược tự nhiên. Thảo dược nhặt từ trên rừng xuống nhầm nhá. Cái này là gốc gì đấy chị nhỉ? Sông Bao.
sâm cao ạ. À, cái này cũng để ngâm rượu đấy à? À, có uống không? À, ngâm rượu mày ạ. Cái này là mình bán bao tiền bó này? Luộc thì ăn cũng được. À, 80.000 một bó à? À, cái này luộc được cả thịt ạ? À? À, cái này là luộc được cả thịt nha mọi nhá. Đây này. Được bày bán ở khu vực này, 80.000 một bó. Chị còn bán thêm cả mật ong rừng này mọi người này. Đây nguyên sáp nha mọi nhá. Đây là cây chị vừa bảo như là xương đá mọi ạ. Vâng, em cảm ơn nhá. Cái này là được bán ớt này mọi người này. Đấy, ớt này là được bán theo đống nha mọi người nhá. Mỗi đống này là bà con bán ở đây. À, bên này là thịt trâu sấy này mọi người này. Đấy, thịt trâu sấy này, mặt lợn nha mọi người nhá. Đây này, được sấy khô nha mọi người nhá. Có cả lạp xưởng này, chẩm chéo này, rất là nhiều này mọi người này. Chung là đến phiên chợ này rất là đông vui mọi người ạ. Đây, cây lá mắt gan này. Đấy, củ hành, củ hương này. À, mận này mọi người này. Bánh ngủ nhá, 20.000 một chiếc này mọi người này. À, bên này là thuốc lào này mọi người này. Thuốc lào nhá. À, ở đây là mua ở đây là được thử luôn nhá. Đây này, rất là nhiều điếu cầy để cho bà con thử luôn nhá mọi người nhá. Trời mưa mà du khách vẫn rất là nhiều mọi người ạ. Đặc biệt là lên trên này là rất là nhiều mận. Đấy, nổi tiếng là mận Bắc Hà mọi người nhá. Sang bên này là khu vực thảo dược này mọi người này. Đấy, thảo dược đóng gói nhá mọi người nhá. Rất là nhiều thảo dược được bày bán ở khu vực chợ ngày hôm nay. À, bên này còn được bán nghệ nè mọi người này. Nghệ xay nha mọi người, nghệ bột này. Chẩm chéo này mọi người này, rất là nhiều này, thịt trâu sấy này. À, hạt dổi mắc khén rất là nhiều nhá mọi người nhá. Mật ong Bạc Hà. Mọi người ạ, sang bên này là có cả cá này mọi người này. Cá cờ ra cá cờ nhỉ bạn nhỉ? À, cá cờ mọi người ạ, đây này. Được đóng trong cái chai này. Cái này là bán bao nhiêu tiền? 30.000. À, 30.000 à? 10 con à? Không biết mấy con à? À, cá cờ mọi người ạ. Đây này, 30.000. Cái này mua về cho trẻ con chơi. À, mua về cho trẻ con chơi mọi người ạ. Là bà đi bắt ở mương đúng không? Ở Khe An rồi. À, bà cũng đi mua ạ. À, dạ vâng. À, tức là bà đi mua về để cho trẻ con chơi. À, chứ không phải bà bán. Thấy bà trưng bày ở đây cháu tưởng bà bán chứ. Vâng. Cháu cảm ơn bà nhá, chị nhá. Các bạn ạ, sang bên này là mình thấy là bà bên này là bán cả cái quả bầu hồ lô đấy nhà bà nhờ. À, cháu cầm một tí được không? Cái này ở trong vẫn còn hạt à bà? À, cái này về cắt đi mang đi đựng nước rồi nhờ bà nhờ. À,
Cái này bà bán bao nhiêu tiền? 50.000 quả này à? À, đựng nước nhá mà nhá. Ê, mà đi du lịch cũng được nhá mà nhá. Ê, đựng rượu được nhờ. Đấy, rất là độc đáo này mọi người này. Vâng, con cảm ơn bà nhá. Tiếp tục là mình lại đưa các bạn sang khu vực ẩm thực nhá mọi người nhá. Chợ rất là nhiều mặt hàng, nhiều sâm. Sang bên này là mình thấy ở đây có một cái chảo thắng cố nhá, to nhất Việt Nam nhá mọi người nhá. Chảo thắng cố nào mọi người này. Cái này là mọi người để nấu thắng cố này. Chảo rất là to nha mọi người nhá. Rất là sâu lòng nè mọi người này. Giờ mình đưa các bạn sang khu vực ẩm thực mọi người ạ. À, ở bên này là được bán cá cờ rất là nhiều nè mọi người này. Để được đóng trong những cái chai nha mọi người nhá. Giờ thì mình sẽ đưa các bạn sang khu vực ẩm thực nha mọi người nhá. Đến với phiên chợ này là mình thấy là có phở đỏ này mọi người này, những cái chảo thắng cú này mọi người này, những cái chảo thắng cú rất là thơm ngon nhé mọi người này, được bà con nấu rất là thơm này mọi người này, thơm nhức mũi luôn, du khách vào đây ăn cũng rất là đông này mọi người này. Những con gà ta gà đen này mọi người này, rất là thơm ngon này. À này, những chảo thắng cố này mọi người này. Đấy, mọi người thấy tuyệt vời không? Đấy, phiên chợ khu vực này là phiên chợ được bày bán ẩm thực cũng lớn nhất Tây Bắc mọi người ạ. Đây, cũng có quả cà gà này mọi người này, trứng này, mặt lợn này. Đấy, con gà đen này, những bộ chế lợn này rất là nhiều này mọi người này. Mọi người nhìn ẩm thực thấy ngon không? Cô bán trong nhà rộng rãi nha anh. Có gì vào đêm làm cho? Ra đây thắng cố đi anh chị ơi. À bên này có cả súng ngựa này mọi người này. Là những bộ súng ngựa nha mọi nhá. Gà đen. Gà rất là nhiều mọi người ạ. Bọn em đi chợ mua tí đồ thôi mà. Ôi mọi người này, bên này quả súng ngựa rất là chất lượng này mọi người này. À, gà bản đấy ạ, gà đen đây này mọi người này. Đây này, quả súng ngựa rất là to xà bá luôn nhỉ. Ôi dài nhỉ. Đấy là súng ngựa nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy súng ngựa không? Cái này là súng ngựa à? Súng ngựa đây không ạ? À. Em mở cất cái súng ngựa lên. Bà chủ gắp súng ngựa mày ạ. Tên là gì đấy? Bên này có cả cà luôn nha mọi nhá. Cà ngựa nha mọi nhá. Các bạn có rất là ngon này mọi người. Trận tiên Bắc Hà thì vào em Hải Yến ủng hộ em nhá, súng ngựa. Súng ngựa bị vừa to vừa dài. À em này rất là chuyên nghiệp này. Chặt thịt gà mọi người ạ. Đến bên này là mình thấy bên này là có cả khẩu nhục nhá mọi người nhá. À cái này là nấu theo kiểu khẩu nhục hay sao mọi người ạ. Rất là thơm ngon này mọi người này. Ngô này. Dạ vâng. Thắng cố, những cái mặt lợn này. À có cả lưỡi này mọi người này. Những bộ lòng dồi lợn rất là thơm ngon này. Những bộ chế này mọi người này.
Đặc biệt là phiên chợ này là thắng cố rất là nhiều nhá mọi nhá. Thắng cố là mình có thể uống với rượu ngô nhá. Có cả mèn mén nhá, đây này. Thắng cố đây. Ủa, còn sôi sục sục này. Nhưng mà em sợ cái này bé quá. Đến đây là rất là đông du khách nhá mọi nhá. Mình ạ, sang bên này là mình thấy là được các ông ấy bán những cái thồ nhá mình nhá, những cái cầy trâu, những cái đồ xôi mình ạ, cho đồ xôi mình ạ. À đây, được bày bán những cái thồ này mình này. Đây là các anh ở đây là bán thêm cả cái cho đồ xôi này mọi người này. Đẹp nhở, cái này đẹp nhở. Cái 6 kg 2 là anh bán bao nhiêu tiền? 300 à, cái kia hơn 300 tí à? Cái này là gỗ gì ấy anh? Gỗ gì à? Gỗ tạp à? Gỗ tạp mọi người ạ. Nó không nứt được. Không nứt được. Nóng bao nhiêu không nứt. Để lâu sợ nó nứt không? Không. Tốt rồi mọi người. Bao nhiêu chục năm nhà tôi có. Cũng mua ở Bắc Hà này, chúng tôi mua cái này đồ. Dạ, thế là ông ở đâu nhỉ? Ông ở đâu? Ở trên phố. Ông ở trên kia. Phố Trân Đồn. Dạ vâng. Đường đi nào ấy. Dạ vâng. Con cảm ơn ông nhá. Bên này là bày bán cầy này mọi người này, cầy trâu, có trâu kéo không nhở? Đây, những cái cầy được làm rất là đẹp này mọi người này. Cán cuốc nhở? Vai trâu đây. Cái này là cái bừa trâu. Cái đấy là cái bừa trâu. Cái bừa này là không giống ở chỗ con nhở? Chỗ con là có cái cây để cầm ấy. Không giống được đâu. Cái này là cây kiểu gì nhỉ? Cái này cứ thả xuống là lôi đi à? Cái này cây hơi mệt đấy. Cây ở đây thôi, cây dưới xuôi cũng được. Đồng bằng cũng được. Đồng bằng cũng được nhá mọi nhá. Đây. Đồng bằng cũng được. Cũng được. Dạ vâng. Cái này dưới xuôi mình làm á, tôi sợ mười mấy năm không cấy. Mười mấy năm không gãy được ạ? Gỗ này là gỗ xịn đấy nhỉ ông nhỉ? Gỗ xịn đấy. Gỗ xịn vậy ạ. Vâng. Đây là cầy, cái này là, vai trâu đúng không? Đây là vai trâu của bừa. Đây là bừa đất. Đây là cầy. Miền núi đây. Bừa đất của miền núi nhá mọi nhá. Đây là dao cán cuốc cán xẻng này mọi người này. Cán cuốc này, cán búa. Có cả cán búa. Đây này là cán cuốc. Cái này cán búa nhá mọi nhá, đây này. Đấy, cán búa. Dạ vâng. Anh phải giới thiệu thế. Dạ vâng. Vâng, con cảm ơn ông nhá. Vâng. Tiếp tục là sang khu vực bên này là mình thấy là các bà này bán dao này, mọi người này. Dạ vâng. Vâng, bán dao này. Cái này là mang đi để thô, để điệu đấy nhở? Đi bẻ ngô là cho trong đấy đúng không? Đây cho chan chảo cho thì đây nó làm gì đấy? Cái này là gọi là cái mẹt à? Mẹt. Cái mẹt này mọi người. Này, anh ơi, cái kia mới là người nhớ. Đấy. Cái kia mới. Cái này cho các cháu thôi. Cái to mình phải dùng cái to nhỉ? Người lớn phải dùng cái to mọi người ạ. Cái này cái bé nhá mình nhá. Đây là bé dùng cho các cháu thôi. Hơn 10 tuổi một tí. Hơn 10 tuổi một tí nhỉ ông nhỉ? Dạ vâng. Con cảm ơn ông nhá. Dạ vâng. Tiếp mình lại đưa các bạn sang khu vực bên này nhé mọi người nhé. Khu vực bên này là khu vực bày bán những mặt hàng quần áo này, quần áo của người đồng bào dân tộc ở trên này nhé mọi người nhé. Đặc biệt là trên này là có cả dân tộc Tày, dân tộc Mông, dân tộc Dao, dân tộc Kinh nhé mọi người nhé, rất là nhiều. Thấy
sang bên này là mình thấy bán hương này mà này. À, cái hương này đang được đốt cháy đây, bảo sao thơm thế mọi người ạ. Đây này, hương ở đây là bà con tự làm nha mọi nhá. Được bó này rất là nhiều nè mọi người này. Một bó này chắc phải 5 đến 60 cây nha mọi nhá. À, bên này cũng khá là rộng lớn nha mọi người. À, bên này là cán cuốc này, có cả ông điếu mọi người ạ. Ở chết. Có nước. Các bạn ạ, sang bên này là mình thấy là phải bán rau củ quả nhé mọi người. Bên này rất là độc đáo nè mọi người này. Bán mận, mận Bắc Hà, nổi tiếng ở khu vực Bắc Hà này. Mọi người ạ, sang khu vực bên này là mình thấy là bà con phải bán rất là nhiều mặt hàng nhé mọi người nhé. Có cả rúi nha mọi người này. Bên này là có hai con rúi này mọi người. Rất là đẹp nha mọi người này. Cái này là rúi nhỉ cô nhỉ? Cô bán bao tiền con ấy cô? 100.000 một con ạ. Cái này là bắt ở trên rừng à? Bắt trên rừng mọi người ạ. 100.000 một con. Đây là cô còn bán thêm cả mấy con này là cái con. Con này gọi là con gì đó bà? Đó, cào cào đúng không nhỉ? Cái con cào cào mọi người ạ. Đây là bán thêm cả lan đấy nhỉ? Lan. Bên này là bán đồ gỗ nè mọi người này. Gỗ này chất lượng lắm mọi người ạ. Toàn gỗ xịn thôi. Gỗ này là mang về để trang trí nè mọi người này. Để trưng bày ấy, gọi là trưng bày trang trí nha mọi nhá. Cái này là bao tiền đấy ạ? Cái này 1 triệu. Cái cục đấy 1 triệu ạ? Vừa bán rồi. Vừa bán rồi ạ. Cục đấy đẹp nhỉ? Cái này là mua về trưng bày trang trí à? Cho vào phòng khách chơi. Sơn để chơi đúng không? Sơn nó đẹp đẹp mà chơi kiểu là chơi. Dạ vâng. Chơi cảnh này. Dạ vâng ạ. Đây này mọi người này, rất là nhiều gỗ để mang về để trang trí phòng khách nè mọi người này. Đây được bà con bày bán ở khu vực này qua khá là nhiều mọi người ạ. Có cả những cái cục bé cục to nha mọi người này. Cục bé nè mọi người này, cũng rất là đẹp này. Cái cục đấy là chú bán bao tiền? 250 250 mọi người ạ. Rất là to và đẹp này. Đẹp nhỉ, nó nổi lên nhỉ. Cái này gọi là không biết là gỗ gì mà nhiều mắt thế này này mọi người này. Đấy, rất là đẹp này. Cái này gọi là gỗ gì đấy ông? Kháo. Kháo ạ. Đẹp nhỉ. Đây là ông bảo là gỗ kháo nha mọi người nhá. Rất là đẹp này mọi người này.
Đây nhìn những cây gai này. Gai rất là nhọn nha mọi người nhá. À bên này được bán thêm cả thớt này mọi người này. Tiếp sang khu vực bên này là mình thấy là bên này là sang bên này là những cái cây cây cảnh mọi người ạ, những cái cây giống cây cảnh mọi người này. Bên này là có thể đến chợ phiên là ra đây có thể cắt tóc luôn nhá mọi người nhá. Ôi mọi người ơi. Sang bên này, này mọi người có thể thưởng thức xem những cái điếu cầy này mọi người này. Rồi, rất là chuyên nghiệp này. Đây là bằng gốc tre này mọi người nhá. Đây này. Đây là con đây là con gà đấy nhỉ ông nhỉ? Đây là con rắn đúng không? Đẹp nhỉ? À con gà con rắn đấy, không có quả điếu cầy uy tín rồi đấy mọi người ạ. Đây là con gà, con gà này có 4 chân rồi ạ. Con gà 4 chân nhá mọi người nhá. Đây là con rắn này mọi người này, làm rất là đẹp này mọi người này, rất là hoa văn đúng như con rắn luôn nhá mọi người nhá. Cái này là ông bán bao nhiêu tiền đấy ông? 300-400 nghìn một chiếc ạ. 300-400 nghìn một chiếc cái điếu cầy mọi người ạ. Rất là ảo nhá mọi người nhá. Bên này là lam. Đây đang ra hoa này mọi người này. Đấy, rất là đẹp này mọi người này. Mọi người mua hoa có thể lên khu vực trên này để mua và lựa chọn mang về trang trí nha, mang về đặt cho nó đẹp nha mọi người. Cái này là cây gì đấy ông? Cây táo ạ. Cây táo ạ? Vâng, cây táo đỏ. Táo đỏ đấy ạ? À, táo đỏ đây, đây là hồng củ đây. Hồng củ, hồng Sapa. Vâng. Táo này là táo táo đỏ. Táo vẫn chưa hình dung là cái quả táo táo tàu đấy à? Không phải. Táo đỏ, táo gai đỏ. À táo đỏ. Cây này bao nhiêu tiền? Cây này bán 100 nghìn. À 100 nghìn ạ. À, cây này là cây táo đỏ này, 100 nghìn một cây. Ôi. Rất là lắm quả. Đây là quả nó này ông nhỉ? Vâng, quả nó đây rồi. À. Quả nó này lớn lên là ăn được đúng không? Quả có to không? To mà này. À to bé mà này đấy ạ. Bé này ăn ngon. À, bé mà ăn ngon ạ. À dạ vâng. Cháu cảm ơn nhá. Vâng, đúng một đôi. Chở con đi chăn cho thì chị ăn cái này rồi, không phải mang cơm đi nữa. À, ăn cái này không phải mang cơm đi nữa. À, là vâng. Cháu có ơn ông nhá. Vâng, vâng. Cháu có một cái tiền mà mua cho chú cơ. À, là vâng. Đây là cây hoa lan mà kìa. Để tiếp sang bên này. Ôi, được các cô này. Mặc những bộ trang phục rất là đẹp này mọi người. À, mọi người ạ, sang bên này là mình thấy là em này có một con sóc này mọi người này. Con sóc này rất là đẹp này mọi người này. Đây là sóc nhá mọi người nhé. Con sóc này là bao tiền đấy hả chú nhỉ? À, bé em bé này mang đi bán đấy ạ. À, em bé này mang đi bán 250 mọi người ạ. Đây, bé đã biết đi chợ bán hàng nhá mọi người nhé. À, con sóc 250 con này. Con này con gà trọi à? Cổ dài à? Cứ thưởng cổ cái gì? Chỉ ra không nhìn ra. Bỏ ra gì? Ra chỉ để thò đầu thôi. Ai xinh thì nhìn thấy. Ấy, ôi, mọi người nhìn chân này. Đấy, gà nha mọi người nhá. À 500 mọi người ạ. 500 con gà đấy nha mọi người nhá. Em người yêu gà và chơi gà mình có thể lên đây mua cho chú nhá mọi người nhá.
đây là chú còn bán thêm cả sóc nè mọi người này. À, sóc này là đi bẫy ở trên rừng đấy ạ. À, chú bán bao tiền? Trăm rưỡi một con ạ. Con này là ăn gạo à? Cái này mang về nuôi được không nhở chú nhở? À, nuôi được. À, đây này, có con gà này rất là đẹp nè mọi người. Gà này gà trọi đấy không nhở? Rồi, con này già đấy nhở? Con này hơn 5 rồi ạ. À, hơn 5 rồi mấy năm rồi nhá. Đây này. À, thế là ôi, già nhở? Con này chắc đi trọi ác đấy không nhở? À, dạ vâng. Thế là sáng nay là ông mang đi mấy con? À, mang đi một con rồi ạ. À, dạ vâng. Thế là bán được mấy con rúi rồi ạ? À, bán được 3 con rồi. À, cái này là mình đi đánh bẫy đúng không? Đánh bẫy ở trên rừng ấy nhở? À, con là con sóc mọi người ạ. Rất là đẹp này mọi người. Thế là bên này là ông ở đây là bán 150 một con. À, sang bên này là cũng 2 con mọi người ạ. Rất là nhiều này mọi người. À. Sau này là mình thấy một em rất là xinh tươi nè mọi người này. À, bán mận nhé mọi người nhé. À, bán thêm cả ốc nè mọi người này. Lại gặp ông này, mình cứ đi mình tha hết chợ về lại gặp ông này. À, cháu chào chú nha. À, chào chị nhá. Chị đi mua mận mọi người ạ. Lại bậc chú làm sao? Con ơi, đào chưa? Sao mà? À, bên này là có 2 con sóc đỏ này mọi người này. Đây là sóc đỏ nhỉ chú nhỉ? À, cặp này là bao nhiêu tiền ạ? À, 1 triệu ạ. Cặp này là 1 triệu này sóc đỏ nhá mọi người nhá. À, rất là đẹp mọi người này. Đây là cái này mang về nuôi được đấy nhỉ không nhỉ? À, mang về nuôi nhá mọi người nhá. À, nó đang ăn ngô này mọi người này, cho nó ăn ngô. Còn cháu cảm ơn nhá. Tiếp tục đi sang khu vực giữa này là mình thấy là bà con bày bán rất là nhiều mặt hàng mọi người ạ. Như những cái sâu ớt này mọi người này. Dưa này. Cái mật ong này mọi người này, rất là nhiều nhá mọi người nhá. Mọi người này, sang bên này là đặc quyền là mận nhá mọi người nhá. Cao cao. À, mận. À, bên này là mình thấy bán cả gà rừng này mọi người này. Đây có con gà. Gà này là gà rừng đấy ạ. À? Gà rừng hả anh? À. Gà lôi mọi người ạ. 4 con trong này là hơn triệu nha mọi người nhá. 5 con là 1.3 triệu. 5 con là 1.3 triệu mọi người ạ. À, bên này là mật ong này mọi người này. Không 10.000 đâu. Sao bên này lại đây là gà rừng hả anh? Gà tre đấy nhở? Gà tre mọi người ạ. Này rất là đẹp. Ôi. Đấy, nhìn lông rất là đẹp mọi người này. Con này anh bán bao nhiêu tiền? Con này 300. À 300 à? Đuôi dài nhở? Đẹp nhở? Anh bên này còn bán thêm cả mật ong rừng đây à? À, mật ong rừng này mọi người này. Nguyên sáp nhá, được đóng trong cái thùng này mọi người này. Đóng ra chai này, đã lọc rồi nhá mọi người nhá. À, còn cái chưa lọc này mọi người này. Em cảm ơn nhá. À, bên này là cung sóc mọi người ạ. À, những con sóc này mọi người này. Được đóng trong cái lồng này nè mọi người này. Thảo dược, đương quy, tam thất rất là nhiều rồi mọi người ạ. Bên này là đại lý đồ gỗ luôn.
À, mọi người này, bên này là mật ong rừng đang ở nguyên cây luôn này mọi người này. Nguyên cảnh luôn nhá. Cái này với cái này giống nhau à? Khác nhau mọi người ạ. Mọi người sang khu vực này là khu vực để bán những con dao nha mọi người nhá. Dao nói chung là dao rất là hoa văn này mọi người này. Nhìn những cái cán này mọi người này. Cái tay cầm này. Đây là có một con dao khá là đẳng cấp mọi người ạ. Con dao to lắm mọi người ạ. Đây là cái sừng trâu nha mọi người nhá. Con dao này có cả bao luôn nha mọi người nhá. Đây, những con dao này mọi người có thể lên đây là mua và lựa chọn những con dao chặt này, dao thái này, dao lọc này, dao rất là nhiều các mặt hàng dao mọi người ạ. Đây này, có những cái con cái con đây có con dao dao nhọn mọi người ạ. Rất là chất lượng này mọi người này. Dao thái này mọi người này. Rất là nhiều này. Con này cán bằng sắt luôn nhá mọi người nhá. Con này là anh bán bao nhiêu tiền đấy? 100.000 à? 100 con này mọi người ạ. Đây. Bên này cũng thế này. Bên này là có cái con dao này khá là khủng mọi người này. Con này là anh bán bao nhiêu tiền đấy? 800.000 à? Cái này là bằng sừng trâu đấy nhở? Sừng trâu mọi người ạ. Em rút ra cái được không? Ui mọi người này. Ui nhìn chất lượng chưa? Cái con dao của anh ở đây bán 800 nhá mọi người nhá. Cái dao này là để chặt gì đấy anh? Treo ở nhà trang trí. À treo ở nhà trang trí đấy ạ. Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhá. Người đến đây có thể lựa chọn những con dao này. Rất là sắc, rất là chắc chắn này mọi người này. Rất là nhiều chắc mọi người nhá. Được bày bán ở khu vực chợ phiên ngày hôm nay. Các bạn ạ, thì vừa rồi là mình cùng quay và chia sẻ khám phá cái phiên chợ vùng cao. Đó là phiên chợ lớn nhất của huyện Bắc Hà nhá mọi người nhá. Giờ thì mình cũng xin kết thúc video đây. Mọi người thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ để mình có thêm những cái động lực mình khám phá những cái phiên chợ tiếp theo nha. Bye bye tất cả mọi người nhá.